Hôm nay mình qua bài số 5 của chương trình Sư Chiều là bài kế cuối. Xong bài này, mình còn bài cuối cùng nữa là kết thúc chương này. Được không? Bài máy phát điện Sư Chiều thực ra ngay từ cái bài đầu tiên là bài cách tạo ra dòng điện Sư Chiều đấy, là mình đã nói trước rồi đấy. Mình đã phạm chương trình đấy, mình nói trước rồi. Trên bài này, quá trình nó lặp lại tương tự như thế. Mình sẽ nói rõ thêm về cấu tạo cái máy. Cấu tạo của cái máy là cái gì? Được chưa? Đó. Còn thực ra bài này đã học rồi. Thầy nói vậy đấy. Bây giờ mình xét nè. Máy phát điện Sư Chiều. Đầu tiên, định nghĩa nè. Máy phát điện Sư Chiều định nghĩa như này nè. Thầy viết tắt nha. Máy phát điện xoay chiều là thiết bị tạo ra dòng điện xoay chiều. Mình ngừng lại cái. Tạo ra dòng điện xoay chiều, ở bài đầu tiên mình học cái gì ạ? Là cách tạo ra dòng điện xoay chiều, đúng không? Thì ở đây máy phát điện xoay chiều là thiết bị tạo ra dòng điện xoay chiều thôi, là đã nói rồi. Thiết bị tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. Hay người ta có thể nói đơn giản này, thầy, máy phát điện xoay chiều là thiết bị biến đổi cơ năng thành điện năng, là thiết bị biến đổi cơ năng thành điện năng. Đó, máy phát điện xoay chiều là thiết bị biến đổi cơ năng thành điện năng. Nói nôm na đơn giản nhất là như thế. Đấy. Xét cấu tạo. Một máy phát điện xoay chiều bất kỳ luôn có hai bộ phận chính, gồm hai bộ phận chính, hay là hai phần chính, phần cảm và phần ứng. Trong đó phần cảm là phần tạo ra từ trường. Phần cảm là phần tạo ra từ trường, và tạo ra từ trường chính là nam châm. Nhớ giùm em, là nam châm. Ở đây thường là nam châm điện. Đó. Phần cảm chính là phần tạo ra từ trường, thường là nam châm, mà thường là nam châm điện. Phần thứ hai là phần ứng. Phần ứng này là phần tạo ra dòng điện, tức là phần để lấy điện ra, tạo ra dòng điện, chính là các cuộn dây. Cuộn dây đấy. Rồi, một trong hai phần, phần cảm và phần ứng, bắt buộc một phần phải đứng yên và một phần quay. Phần đứng yên gọi là stator, phần quay gọi là rotor. Đó, giống như trong tiếng Anh mấy em ạ, chữ star giống như stand, đỉnh, phải không ạ? Chữ rotor, chữ rotor giống như rotation, chữ là quay. Đó, thì một trong hai phần, một trong hai phần đứng yên gọi là stator. Đó, phần còn lại quay quanh một
Đó. Như vậy, về cấu tạo của máy phát điện xe chiều, cấu tạo của xe chiều, em nhớ giùm thầy, bốn cụm từ rất quan trọng. Phần thứ nhất là phần cảm, thứ hai phần ứng, thứ ba stator. Stator thì gắn liền với đứng yên giống như trong tiếng Anh, cách mình dễ nhớ, đúng không ạ? Và phần còn lại quay, quay thì gọi là rotor. Đấy, bốn cụm từ đó thực sự rất quan trọng đó. Cho nên là trong đề thi nó hỏi thì em nhớ bốn cụm từ này, nguyên tắc hoạt động nói ra là em nhớ được chưa? Đấy, rồi định nghĩa phát điện xe chiều, nói chung cấu tạo luôn luôn gồm hai bộ phận chính, một phần cảm tạo ra từ trường là 500, thường là 500 điện, phần ứng tạo ra dòng điện là cuộn dây hoặc là các cuộn dây, được không ạ? Một trong hai phần này bắt buộc một phần đứng yên và một phần quay. Phần đứng yên thì gọi là stator, phần quay gọi là rotor, được chưa? Đấy, rồi cấu tạo chung của máy phát điện xe chiều là như thế. Bây giờ mình xét ra, thứ nhất là máy phát điện xoay chiều một pha. Một pha, có nghĩa là cái máy này hoạt động sẽ đem ra được một pha điện, đem ra được một pha điện, một cái nguồn điện, được không ạ? Thì máy phát điện một pha lại có hai cách hoạt động. Đấy, cách một, cách một nói như này, rotor là phần cảm, rotor là phần cảm, phần cảm tạo ra từ trường là 500, rotor thì quay, có nghĩa là 500 quay đó, gọi đơn giản như thế. Hoặc là rotor là phần cảm thì bắt buộc stator phải là phần ứng. Rồi, cách thứ hai, ngược lại, stator là phần cảm, stator là phần cảm, thì trong trường hợp này 500 đứng yên, stator là phần cảm. Đấy, thì stator là phần cảm thì rotor phải là phần ứng. Rồi, có nghĩa là cuộn dây là phần lấy điện ra. Như bây giờ em nghĩ này, rotor là phần ứng, nghĩa là cuộn dây điện nó quay liên tục, thì hai đầu cuộn dây ấy, chỉ ra ngoài này nó quay liên tục. Nếu như cột hai sợi dây điện, nối hai sợi dây điện vô mà nó quay liên tục như thế thì nó sẽ xoắn lại, mà xoắn thì không ổn chút nào cả. Cho nên với cách hoạt động thứ hai này có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, người ta tạo ra những cái máy mà theo cách thứ hai này là những cái máy công suất nhỏ là một, sử dụng trong phòng thí nghiệm thôi, đúng không ạ? Và cách hoạt động thứ hai này muốn lấy điện ra phải có bộ phận lấy điện ra, gọi là bộ gốc ha. Máy phát điện xoay chiều một pha hoạt động theo cách hai phải lấy điện ra bằng bộ gốc, được chưa? Máy phát điện xoay chiều một pha hoạt động cách hai lấy điện ra bằng bộ góp. Bộ góp này gồm có hai vành khuyên và hai chỗ quét. Tùy lên hai vành khuyên thì hai vành khuyên này nè nối với sợi dây, khi đó nếu quay chỗ quét này nối với sợi điện ra ngoài, nếu quay
quay thì chủ yếu chỉ chà lên hai bàn phím, nó không làm sợi dây sắn lại nữa. Em hiểu không ạ? Sợi dây không còn sắn lại nữa. Nói chung là cách để làm thế nào cho sợi dây không sắn lại nữa. Và chính vì cái chuyện chà lên đó, nên khi mà quay liên tục như vậy, tỏ ra cái sỏ ra ma sát, mà ma sát thì không tốt. Cho nên cái máy này là máy này hoạt động theo cách thứ hai, chỉ là máy phát điện công suất nhỏ, được chưa? Đó. Rồi em nhìn này, cả hai cách thì luôn luôn có tần số dòng điện do máy phát ra. Tần số dòng điện máy phát ra F bằng NB chia cho 60 với B này gọi là số cặp cực, N này là đơn vị là vòng trên phút, gọi là tốc độ quay của rotor. Tại sao có số cặp cực này? Trên thực tế máy một pha người ta sẽ gồm rất nhiều cặp cực xen kẽ nha, đối xứng cực bắc cực nam, cực bắc cực nam, nó xen kẽ cách đều đặn như thế. Để chi ạ? Tăng số cặp cực lên thì giảm tốc độ quay của rotor. Giảm tốc độ quay của rotor thì cái máy này sẽ hoạt động lâu hơn, bền hơn. Vì tốc độ quay rotor mà lớn quá thì cái trục quay sẽ mau hơn. Em hiểu không ạ? Cho nên máy phát điện xe chiều một pha đó, trên thực tế gồm nhiều cặp cực, nhiều cặp cực để giảm tốc độ quay của rotor. Nhớ chưa? Hoặc là công thức người ta ghi như này, F bằng NB thôi, không chia 60, thì lúc này nhớ dùng đơn vị N là vòng trên dây. Thực ra là 1 phút là 60 giây, đổi ra không gì cả. Em hiểu không ạ? Đấy, hai công thức này đều sử dụng được. Rồi, thêm một cái nữa thầy nhắc lại là mối liên hệ giữa từ không phi và xuất điện động, xuất điện động E đó, cái này là ở phần cách tạo ra dòng điện xoay chiều mình nói rồi. Nói lại nhìn này, từ không phi thì luôn có điều này, ta có phi thì bằng là phi zero cos omega t cộng phi, đúng không ạ? Với phi zero này bằng n b s, xuất điện động e bằng trừ phi phẩy, đạo hàm cos ra trừ sin omega phi zero, gặp dấu trừ này hết, còn lại sin của omega t cộng cho phi, hay trả về viết lại là E này sẽ bằng là E0 nhân cos của omega t cộng phi trừ đi chi 2. Đấy, từ sin trả về cos trừ đi chi 2 với E0 ở đây nó bằng là omega phi 0, tức bằng NBS omega, đúng không ạ? NBS omega đấy, đây là xuất điện động E0. Đấy, rồi vậy ở máy phát điện xe chiều một pha có hai cách hoạt động, nhớ chưa? Hai cách hoạt động. Riêng cách số 2 trong trường hợp cuộn dây mà quay thì phải lấy điện ra bằng mũi gốc. Trên thực tế, tần số dòng điện xoay chiều do máy phát ra đó, luôn là NB chia 60 với B là số cặp cực. Sử dụng cái máy có nhiều cặp cực mục đích là để giảm tốc độ quay của rotor. Giảm tốc độ quay của rotor. Đấy, hoặc là công thức này hệ quả thôi. Rồi mối liên hệ giữa từ thông phi và xuất điện động E. Đây, mối liên hệ. Thì mấy em xem lại những công thức này, mối liên hệ về pha hay là công thức độc lập thời gian mình đã nói rồi ở bài đầu tiên chưa dòng điện xe chiều, được chưa? Đấy, thì đây là cái máy điện xe chiều một pha. Máy thứ hai là máy phát điện xoay chiều 3 pha. 3 pha có nghĩa là qua cái máy này hoạt động sẽ lấy ra được 3 pha điện. 3 pha điện, được chưa? Cấu tạo giống như bên kia, định nghĩa cũng như vậy luôn, cũng có hai phần.
phần cảm, phần ứng như thế nào đó. Nhưng ở đây cấu tạo nó đặc biệt, bắt buộc như thế này. Cấu tạo stator là phần ứng bắt buộc, nghĩa là theo cách số 1 đấy, đúng không ạ? Nhưng mà stator là phần ứng, nó gồm như thế này, gồm 3 cuộn dây, gồm 3 cuộn dây giống hệt nha, đặt lệnh, đặt lệnh nha, 120 độ trên một vòng tròn. Đó, còn rotor là 1500 điểm. Rotor là 1500 điểm. Rồi, cái nhìn đây có thể vẽ đơn giản như thế này. Ba cuộn dây ở đây là 500 điện ha, 500 điện cực bắc, cực nam. Đấy, ba cuộn dây này đặt lệch nhau luôn là 120 độ. Từng đôi một ha. Rồi. 500 này quay quanh trục với tốc độ góc là omega. Đó. Ba cuộn dây, cuộn số 1, cuộn số 2, cuộn số 3. Được chưa? Đấy. Khi 500 này quay đều thì ở ba cuộn dây này sẽ xuất hiện ba xuất điện động. Ba cuộn dây giống hệt nhau, từ trường do 500 này gây ra giống nhau. Trên ba xuất điện động này có biên độ giống hệt nhau. Tần số gốc omega giống y nhau. Phải không ạ? Nhưng về thời gian thì lệch nhau là 1/3 chu kỳ. Bởi vì ba cuộn dây này đặt lệch nhau là 120 độ, tương ứng là 360 độ chia 3. Cho nên thời gian lệch nhau là 1/3 chu kỳ. Hay về pha, lệch pha nhau từng đôi một, một góc là 2pi chia 3. Đấy, cho nên là qua cái máy này sẽ tạo ra được ba xuất điện động. E1 bằng E0 cos của omega t. E2 bằng E0 cos của omega t cộng 2pi chia 3, hoặc là E3 bằng E0 cos của omega t trừ 2pi chia 3. Đấy, ba xuất điện động này cùng biến độ, cùng tần số, lệch pha nhau từ đây một 2pi chia 3. Đó. Rồi, từ chỗ này có định nghĩa dòng điện sẽ chiều qua pha. Đây, dòng điện xoay chiều 3 pha. Anh nhìn này, dòng điện xoay chiều 3 pha là hệ thống gồm 3 dòng điện xoay chiều 1 pha. Dòng điện xoay chiều 3 pha là hệ thống gồm 3 dòng điện xoay chiều 1 pha được tạo ra từ
được tạo ra từ ba suất điện động. Được tạo ra từ ba suất điện động cùng biên độ. Cùng tần số. Cùng biên độ. Cùng tần số. Nhưng mà lệch pha nhau. Từng đôi một. Một góc là 2pi chia 3. Đấy. Được tạo ra từ ba suất điện động này. Hay nói đơn giản nhất, dòng điện sẽ chiều qua pha do máy phát điện sẽ chiều qua pha tạo ra. Được chưa ạ? Dòng điện sẽ chiều qua pha là do máy phát điện sẽ chiều qua pha tạo ra. Đấy. Ba dòng điện sẽ chiều được tạo ra từ ba suất điện động như thế này, tức là do máy phát điện sẽ chiều qua pha tạo ra. Nhớ cho rõ nghe mấy em. Rồi. Nhìn đây. Là hệ thống gồm ba dòng điện sẽ chiều qua pha được tạo ra từ ba suất điện động cùng biên độ cùng tần số. Nhưng mà lệch pha nhau từng đôi một, một góc 2pi chia 3. Khi tải ngoài, nghĩa là ba pha này nối ra ngoài, mà ba tải đối xứng, ba tải đối xứng thì sinh ra ở ba mạch ngoài là ba dòng điện cùng biến độ cùng tần số và lệch pha nhau là 2pi chia 3. Tải đối xứng nghĩa là ba tải giống hệt nhau, ba tải ngoài mà giống hệt nhau gọi là ba tải đối xứng. Khi đó tạo ra được ba dòng điện có cường độ cùng biên độ cùng tần số và lệch pha nhau là 2pi chia 3. Nhưng mà tải không đối xứng thì không có chuyện đó nghe. Nhớ được. Rồi. Trên thực tế để nối điện từ máy phát điện ba pha ra ngoài, người ta không dùng riêng lẻ từng pha hai sợi dây là 6 sợi, không có đâu. Không có 6 sợi dây này. Mà người ta nối lại mắt cái mạch điện này lại qua hai cách mắt là hình sao và tam giác. Thì hai cái mắt hình sao và tam giác này chương trình giảm tải, cho nên mấy em chỉ tham khảo qua sách giáo khoa dùm thầy, được chưa? Hai cách mắt điện ba pha đó, hình sao và tam giác. Rồi, thầy nói luôn, với các mắt hình sao thì người ta đấu lại ba điểm đầu của dây chập lại, ba điểm còn lại tách ra ba dây đi, thì ba điểm chập lại nối ra ngoài một sợi dây gọi là dây trung hòa, mà ngôn ngữ bình thường gọi đó chính là dây nguội, còn ba dây kia gọi là dây pha, chính là dây nóng. Nghĩa là đấu ra ngoài chỉ có 4 sợi dây thôi. Được không? Đấu ra ngoài 4 sợi dây thôi, tiết kiệm dây dẫn. Hoặc các mắt tam giác, đấu ra ngoài điểm đầu của cụ này nối điểm cuối cụ kia, nối theo thứ tự. Vậy đấu ra ngoài chỉ có 3 sợi dây thôi, mắt tam giác đấy. Được không? Như vậy, bằng cách mắt hình sao hay tam giác, bằng cách mắt hình sao tam giác, khi tải điện ba pha ra ngoài, người ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều dây dẫn. Tiết kiệm được rất nhiều dây dẫn, đó là ưu thế. Và thực tế, ngày nay người ta xài điện ba pha hết. Bởi vì sao? Trong các nhà máy xí nghiệp, điện ba pha có một ưu thế rất mạnh, ưu thế tuyệt đối của nó là tạo ra từ trường quay để sử dụng cho động cơ không đồng bộ ba pha. Đó, từ trường quay sử dụng cho động cơ không đồng bộ ba pha, đó là ưu thế hay là ưu điểm tuyệt đối của dòng điện ba pha này. Được không ạ? Dòng điện ba pha tạo ra từ trường quay mạnh sử dụng cho động cơ không đồng bộ ba pha. Thì bài động cơ này là bài cuối cùng của chương điện ha, dựa vào dòng điện ba pha do máy này tạo ra. Được chưa? Thì đến bài cuối mình sẽ gặp lại nó. Được chưa mấy em? Sẽ gặp lại nó. Riêng hai cách mắt này, hình sao và tam giác, mấy em tham khảo thêm sách giáo khoa. Được chưa ạ? Cái phần bài tập mình sẽ làm nhẹ bài này, rất đơn giản thôi à. Rồi, bây giờ thầy trò mình qua ví dụ số 1 của bài máy phát điện sẽ chiều, coi nó có dễ hay khó. Được không ạ? Thực ra môn vật lý nhớ giùm thầy dễ không có. Ví dụ 1 em, một máy phát điện có 4 cực, rotor quay với tốc độ 30 vòng/phút,
Một máy phát điện thứ hai có 5 cực cực. Để hai dòng điện do hai máy phát ra hòa vào cùng một mạng điện thì rotor của máy thứ hai sẽ có tốc độ là bao nhiêu? Vậy bài này thực ra rất đơn giản, chỉ sử dụng công thức là xong. Nhưng nếu không biết công thức thì trở nên khó. Thấy không ạ? Hòa vào cùng một mạng điện có nghĩa là hai tần số này bằng nhau. F1 bằng F2. F1 bằng F2, F1 là N1 B1 chia cho 60 đơn vị vòng phân phút. F2 là N2 B2 chia cho 60 đơn vị vòng phân phút. Vậy bây giờ máy thứ nhất có B1, có N1, máy thứ hai có B2 chưa tìm được N2. Phải không ạ? Vậy từ chỗ này em suy ra được N2 bằng N1 B1 chia cho B2. Thay số vô là em được kết quả cần tìm. N1 là 30 nhân cho B1 nhân cho 4 chia cho B2. B2 là 5 cặp cực. Phải không ạ? Đáp án ra là 24 vòng trên phút. Đúng không ạ? Đó. Như vậy, ví dụ 1 hết sức đơn giản, chỉ cần một công thức duy nhất là công thức tần số do máy phát điện sẽ chịu độ ra là xong, phải không ạ? Đó. Trong đề thi cũng sẽ có những câu đơn giản như thế này. Đó. Nhớ là làm từ dễ nhất đến khó nhất, được chưa ạ? Hãy đoạn qua tiếp ví dụ số 2. Ví dụ 2 em. Đây nè, một máy phát điện sẽ chịu một pha tạo ra tần số 60Hz để duy trì hoạt động của một thiết bị kỹ thuật chỉ hoạt động với tần số 60Hz. Nếu thay rotor của máy bằng một rotor khác nhiều hơn một cặp cực thì số vòng quay của rotor trong 1 giờ thay đổi là 7.200 vòng tiền số cặp cực của rotor ban đầu. Em nhìn đây. Như vậy bài này tần số dòng điện sẽ chiều do máy phát ra không đổi, phải không? Và bằng 60 Hz. Rồi, thay rotor bằng một rotor khác. Thay rotor bằng một rotor khác nhiều hơn một cặp cực. Nhiều hơn một cặp cực. Tăng lên thì tốc độ quay phải giảm xuống, đúng không? Trong một vòng, trong một giờ thay đổi 7.200 vòng, suy ra là số vòng quay giảm. Tăng cặp cực lên thì số vòng quay giảm. Trong một giờ là 7.200 vòng. Đấy. Số vòng quay giảm trong 1 giờ là 7.200 vòng. Suy ra trong 1 phút thì N' sẽ bằng là 7.200 chia cho 60 bằng 120. Giảm như đây. Không phải N', giảm trong 1 phút mới giảm đi là 120 vòng trên phút. Rồi, F' thì bằng N', B' chia cho 60 bằng N' là giảm trừ 120, B' là tăng 1 bằng B cộng 1 chia cho 60, ở đây bằng 60Hz. Vậy hai phương trình cuối cùng viết lại F bằng NB chia 60 cũng bằng 60. Rồi F' bằng N trừ 120 nhân cho B cộng 1 cũng bằng là chia 60 cũng bằng là 60. Đấy. Vậy hai phương trình hai ẩn số. Bởi vì thiết bị kỹ thuật này chỉ hoạt động với tần số là 60Hz. Chỉ hoạt động với tần số 60Hz cho nên hai cái F này bằng nhau. Hai phương trình hai ẩn số giải cái này em dễ dàng suy ra được N
là tốc độ quay của rotor, phải không ạ? B là số cập thực ban đầu. Đó, em giải ra B này sẽ bằng 5 cập thực. Dạ, N này B bằng 5 ráp vô này. Đấy, 3600 mà chia cho 5. Đó, B là bằng 5 này 6. 6, 60, 10, 600. 600 bằng 720. 720 vòng trên phút. Đấy, được chưa? Đó, em nhìn lại. Như vậy, với một thiết bị chỉ hoạt động 60 Hz, tần số là 60 Hz, khi đề bài yêu cầu là tăng số cập cực thì tốc độ quay phải giảm xuống. Và cẩn thận nha, đề bài cho là trong 1 giờ, trong 1 giờ em phải đổi ra phút cho thầy, được chưa? Tốc độ quay nếu tăng lên, số cập cực giảm xuống. Nếu số cập cực tăng lên, tốc độ quay giảm xuống, bởi vì tần số là không đổi. Đấy, thì với bài này cũng là công thức tính tần số thôi, nhưng mà đề bài người ta cố tình cho là thay đổi giữa số cập cực hoặc là tốc độ quay, thì em cứ lập phương trình ra như thế này rồi mọi chuyện sẽ trở nên minh bạch, được chưa? Đó, thì ví dụ số 2 này nó hơi rắc rối hơn ví dụ một chút xíu thôi, nên phù công thức, còn lại biến đổi tán học là mọi chuyện sẽ bình thường. Đấy, rồi vậy xong ví dụ 2 này, thầy kết thúc bài số 5 ở đây. Cảm ơn các em đã xem video bài giảng của Học 247. Hy vọng rằng các em sẽ nắm vững những kiến thức bổ ích mà thầy cô đã truyền đạt và hãy chia sẻ cho bạn bè học cùng. Để theo dõi và xem thêm nhiều video bài giảng mới từ lớp 10 đến 12, các em hãy click đăng ký kênh Học 247 nhé.